Em tháo đi, miệng em nhảy đẹp thôi. Trời đó con, ôi trời ơi. Bà biết tháo không đó? Tháo được mà có ráp được hay không mới quan trọng. Rồi cả hai đứa nó cùng không tháo được giày luôn, nó rối quá rồi. Dạ được rồi. Nào, xin mời nhà gái. Mời đi Trinh. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bạn. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh và xin chào bạn nam bên kia. Em tên là Hoàng Thị Thanh Tâm, sinh năm 1992 và em đến từ Đồng Nai và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp chính của em là nhân viên kế hoạch ạ. Bạn nam thì sao? Em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1990, quê quán ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang là nhân viên kinh doanh bán thiết bị công nghiệp cho công ty Hưng Phát. Em làm ở đâu em? Dạ em làm ở quận 9 ạ. Quận 9 hả? Dạ vâng ạ. Là cũng trên thành phố Hồ Chí Minh luôn và hai bạn cũng là đến từ Đồng Nai, có nghĩa là bạn đang sinh sống ở Đồng Nai hả? Dạ hiện tại em với gia đình cũng chuyển lên quận 9 rồi ạ. Cũng sát bên nhau mà. Dạ. Không có lo điều đó ha. Dạ vâng. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì hiền, dễ hòa đồng với mọi người, không hút thuốc cũng không uống rượu bia. Em có tật xấu gì không? Dạ em thì hơi nóng tính ạ. Anh cho em hỏi xíu, nếu mà nóng tính đó thì anh làm cái gì anh? La đó em. Anh nóng tính anh la dữ lắm luôn. La lên thôi chứ anh cũng không có để bụng. Đừng có quýnh anh nha, em sợ quýnh lắm ạ. Đối với phụ nữ hay là trẻ em rồi thì anh cũng không có cái tiêu chí là suy nghĩ là nghĩ đến vấn đề bạo lực. La là cho nó hết thôi chứ la lên cho nó hết rồi. Yên tâm mà. Bạn nữ nè, bạn nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi. Em cũng có biết nấu ăn nữa, một chút nấu ăn. Em cũng yêu động vật và yêu trẻ con. Em cũng có thể nói chuyện được với cả người lớn nữa. Còn điểm yếu thì cũng nhiều lắm. Cái việc nhỏ nhặt như là chìa khóa hay là cái gì em hay bị quên lắm. Nên bạn bè hay gọi là não cá vàng á chị. Dạ. Não cá vàng. Dạ. Não cá vàng là một cái từ rất là dễ thương á, của tụi teen bây giờ đó. Vâng, không có gì đâu. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, thì ngày xưa thì em có một mối tình. Còn bây giờ không có đúng không? Bây giờ không có. Mối tình đó lâu không? Cách đây gần 3 năm rồi. Em quen nhau khoảng 1 năm. Có sâu sắc lắm không? Nói chung là em quen trong quá trình 1 năm đó thì hai người cũng không có tương đồng quan điểm ấy. Thì dẫn đến là bọn em là chia tay ạ. Còn em thì sao? Dạ thì em nghe anh bên kia thì em thấy em cũng ná giống vậy luôn á. Dạ. Có nghĩa là có mấy mối tình rồi? Một mối tình đơn phương. Dạ thì lúc đó em nói chung là cũng trẻ trâu lắm, cũng mạnh dạn tưởng người ta thích mình, ảo tưởng sức mạnh cái tỏ tình không thất bại. Thất bại. Anh Nam Phương. Thôi pass qua đi, pass qua cái đó đi. Còn mối tình thứ hai thì cũng có tiến tới là có thành một đôi luôn á, nhưng mà bao lâu? Trong bao lâu? Chỉ được có 3 tháng thôi. 3 tháng thôi hả? Dạ. Lý do chia tay? Dạ, lý do thì lúc đó em về em có báo bố mẹ, tại vì thực sự cũng là vui tại vì lâu rồi. Nhưng mà tại vì anh nói bên đạo và bố mẹ em thì lại không thích bên đạo. Nên lúc đó em nghe lời bố mẹ nên cũng là chia tay. Dạ chia tay. Là bao lâu rồi cưng? Năm 2017 ấy. Ồ, bạn kia cũng 3 năm đó. Có vẻ đi lạc hơi bị lâu á. Bữa nay hết lạc rồi ha. Gặp nhau biết đâu chúng ta sẽ cùng đồng điệu và phát triển cái mối quan hệ đó, trở thành một cái hạnh phúc của riêng mình nha. Bạn trai bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao khoảng độ 1m58 đến 1m6. Rồi. Anh tính... 1m55 được không anh? Được ạ. Cái đó là người ta chỉ cái này là ước mơ. Gặp mà thương nhau 1m51 cũng được. Dạ 49 cũng được. Rồi, gì nữa em? Dạ tính tình hiền lành, có một số tài lẻ như nấu ăn. Đi làm á, cả ngày đi làm mọi người ăn cơm ở ngoài á, thì em cũng muốn có một cái bữa ăn gia đình buổi tối. Dạ. Em cũng thích nấu ăn. Dạ, chào em. Trời ơi, dễ thương quá. Em có cần bạn gái em phải đẹp, da trắng? Dạ không, da em cũng ngâm mà chị. thì đó em cứ được quyền ước mơ. À cũng nhìn qua chị Hồng Vân thì chắc bạn đó cũng trắng lắm. Trắng hồng ừ. Trắng chứ không có hồng. Nên mình trắng hồng tại mình đánh má hồng đó cưng. Dạ. Còn em sao nè, em mình dung cái bạn nam bên đây sao? Mọi người lý tưởng của em á, em mong là anh ấy cao hơn em, cao khoảng 1m68 trở lên, khuôn mặt thì nhìn hiền lành và chín chắn. Dạ, được vậy là được rồi ạ. Như thế là được rồi đúng không? Dạ. Bên đây hiền lành, tốt tính. Bên đây cũng rất là tốt tính hiền lành. Bên đây hơi la sảng. Nóng trên la nãy mới nói mà. Gào lên là hết rồi. Gào lên là hết chị. Ừ. Không có đầy bụng. Nhiều khi gào 2-3 lần mới hết. Rồi để tôi qua tôi coi đàn gái coi sao nha. Dạ em chào anh. À, chào em gái dễ thương. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Đừng gia trưởng. Gia trưởng. Dạ. Hiền khó gia trưởng lắm. Nhưng mà đừng có hiền quá, mình vẫn phải có chính kiến hoặc là mạnh mẽ trong những trường hợp để có thể mà em có thể dựa dẫm những... Vai bạn này chắc nịch à, em yên tâm. À, bạn dạ. Yên tâm đi, nói chung là nhìn bạn này rất là có duyên ha. À. Anh là con trai mà anh nhìn bạn này anh cũng cảm tình đó. Dạ. Ha. Anh cũng hay nhìn trai nó có cảm tình lắm. Biết nhiều lúc coi lại anh cong hơi thẳng nữa. Anh đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi đến với lại em họ của em và 2 người bạn thân của em. À. Bây giờ nhà gái có ý kiến xem nào. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh ạ, chào cô Hồng Vân và chào anh bên đây với cả tất cả khán giả ở trường quay ạ. Từ em xem từ đầu chương trình tới giờ thì em cảm thấy anh bên đây thì rất là hiền lành, vui vẻ, thân thiện, có nét tương đồng với chị em. Bởi vậy nên là em mong là sau chương trình thì hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Em rất mong là có một happy ending ạ. Em cảm ơn. Hay quá. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và toàn thể công ty. Chào chương trình ạ. Tôi tên là Bùi Thị Sinh. Tôi là mẹ cháu Thành. Cháu này thì bác nhìn thì cũng xinh, hiền lành, dễ thương. Tôi thì mong hai cháu cho nhau một cơ hội bấm nút ạ. Dạ, rồi cảm ơn mẹ. Mẹ hiền dễ sợ ha. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Nói không nổi rồi đó. Bình tĩnh. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao. Ta ngồi đếm bên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Em nghe không? Hôm nay thì anh có duyên nhờ chương trình được gặp em. Con gấu da nó cũng giống da anh mà nó cũng mập như anh. Cho nên anh quyết định anh chọn cho em, thì hy vọng là chắc chắn là chúng ta có cơ hội là bấm nút và có cơ hội tìm hiểu nhau. Cho nên anh hy vọng là con gấu này thì nó sẽ là người bạn đồng hành với em là trong cái thời gian mà ví dụ như không có anh bên cạnh. Dạ. Trời ơi, đáng yêu quá. Dạ, em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Cảm ơn. Là anh có thể mở ra xem cũng được không ạ? Dạ, anh có thể... Dạ, trùng hợp là... rất là đẹp ạ. Cũng là con gấu luôn. Dạ. À, con gấu luôn hả? Dạ, hình dạ, con gấu đó. Dạ, đúng rồi. Con gấu bên kia là tan vào con gấu này đó chị Hồng Vân. Dạ, cái này thì em tặng là với mục đích là anh sẽ sử dụng nó hàng ngày, giống như là uống nước, để mỗi lần mà anh nhìn thấy nó thì anh có thể nhớ ý tới em được người ta. Chắc chắn. Hai bạn này có nhiều cái đồng điệu ghê rồi. Thực sự. Bạn trai tặng gấu to, còn bạn nhỏ tặng gấu nhỏ, ý là muốn có con gấu con. Không biết là trong tưởng tượng của em thì khi mới gặp anh như thế nào? Dạ thì đúng là mọi người nhận xét đúng là anh nhìn rất là có duyên, có khá cảm tình với anh. Tại vì anh nhìn khá là hiền và em thích những người như vậy. Chắc chắn là anh sẽ không hiền quá. À, đúng rồi, dạ, em những lúc nào mình cần gồng là mình phải gồng lên. Dạ. Quan điểm của em trong tình yêu như thế nào? Duyên đến thì do trời, nhưng mà bên nhau thì là do người. Có nghĩa là ông trời đã cho mình cái cơ hội mình gặp nhau, nhưng mà mình có ở lại với nhau, mình có bên nhau được hay không á, thì là do tình cảm và do tính cách của mình muốn nữa. Để em rất là tâm đắc cái câu đấy. Dạ. Tiêu chí của anh thì ví dụ như quen mà chúng ta hẹn hò mà thấy hợp tính, đến được với nhau thì trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm. Anh cũng không biết là tương lai thì có tạo cho em một cái cuộc sống giàu sang hay không. Dạ. Nhưng mà anh chắc chắn anh sẽ bảo vệ em. Trời ơi. Câu chốt hạ. Anh sẽ che chở còn gì để nói nữa. Anh sẽ bảo vệ được em là chốt hạ. Còn quan trọng suy nghĩ của bạn gái, bạn sẽ trả lời bằng nút bấm. Dạ. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. Bởi vì á, mình thấy ở đây rất là hợp lý luôn. Hai bạn rất là hợp với nhau. Nào, để tay vào nút bấm. Nếu các bạn quyết định nha, thì sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ bấm nút. Nếu không quyết định, không cần bấm. 1, 2 3. Bấm rồi. Trời ơi, giật mình. Bấm mà không ăn. Không bấm chậm vậy. Em bấm mà không có ăn. Hả? Em bấm mà không có ăn đúng không? Bấm mà nó không có nào, vô luôn á. Hãy nắm tay nhau và bạn gái muốn tặng gì đó. Dạ. Nắm tay nhau chặt vào. Dạ, tại em cũng có chuẩn bị một món quà tinh thần cho anh. Đó là một điệu nhảy. Dạ, nhưng rồi, mà có thể cho em tháo giày đúng không? Tại vì cái nhảy tháo này... đi, em tháo đi, dạ, miễn em nhảy đẹp thôi. Trời đó thôi, ôi trời dạ ơi. Còn biết tháo không đó? Tháo được mà có ráp được hay không mới quan trọng. Rồi cả hai đứa nó cùng không tháo được giày luôn, nó rối quá rồi. Dạ được rồi đó, em cảm ơn. Mang giày lại đi. Dạ. Cái này giống cảnh trong phim Hộp Giờ Mặt Trời ấy chị. Em từng mơ đúng đó. Từng mơ được, bữa nay là em có được ước mơ sự thật luôn đó. Có hoàng tử mang giày cho em rồi đó. Dạ rồi. Nắm tay nhau đi các bạn. Có gia đình hai bên đó. Bạn trai nói gì đi, hứa với gia đình và xin phép bắt đầu để tụi con hẹn hò với nhau. Con xin phép cô chú, con quen một người chỉ quen một người thôi, con không có quen người thứ hai. Cho nên trong quá trình quen thì cô chú cứ yên tâm, con hứa là sẽ bảo vệ em. Em nói gì với mẹ đi. Dạ, chào bé, con cũng có cảm tình với anh Thành. Thì cũng mong là con cũng sẽ có một cái phúc đẹp. Dạ, cảm ơn mẹ. Bây giờ Thành làm thủ tục đầu tiên đi nào. Dạ, con xin phép cô chú và xin phép em hôn bạn. Hôn đi, hôn đi. Trời ơi, bén tóc rồi ha. Bén tóc. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một tiếng nói chung và tất cả đều là chung hết ha. Em cảm ơn Quyền Linh. Dạ, cảm ơn. Em có nghe mùa thu mưa dâng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới hai trái tim vươn màu xanh mới. Em có nghe, nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy, tình ta ngất ngây. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ chào mọi người. Mời bạn nữ. Chào em. Rồi mời em gái ngồi. Mình giới thiệu về mình một chút đi em. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Rồi, chào em. Bạn nữ bên kia. Con tên đầy đủ là Nguyễn Phan Quang Duy. Con năm nay 26 tuổi. 26 tuổi. Sinh ra là lớn lên ở Sài Gòn. Quê Sài Gòn. Dạ. Nghề nghiệp làm gì? Con làm nhân viên bán hàng cho Coca-Cola. Bên chào. Kia mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên là Trương Thị Kiều, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng và em cũng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu nha con nha. Dạ. Con có điểm mạnh gì? Không hút thuốc, không uống rượu bia, không cờ bạc, lãng mạn nữa. Không lãng mạn hả? Lãng mạn, con có lãng mạn chứ. Có lãng mạn chứ. Không rượu bia, không hút thuốc, không lãng mạn là mệt nha. Lãng mạn là ví dụ làm gì lãng mạn? Giờ tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Dạ. Sao cho nó lãng mạn? Thì giờ mình tạo bất ngờ thôi, giống như là mình bữa đó mình giả bộ mình quên luôn. Rồi sao? Vậy như cuối giờ á thì mình mới bất ngờ mình tặng quà cho bạn cho. Vậy cũng đâu lãng mạn. Lãng mạn là giống như quên luôn đi ha. Xong cái để bánh kem đâu ở cái trước cửa gì đó. Cái nói em hình như có ai gửi quà cho em rồi kia. Bạn ra bạn dở cái hộp ra, phun mưa xuống, xịt nước phun mưa xuống, ướt bánh kem rừng già ra, ôm nhau ngày bánh kem, tặng bánh kem, ăn bánh kem trong cái vòi nước đó. Anh thấy vậy lãng mạn hả anh? Lãng mạn không cưng? Lãng xẹt. Chắc có lãng nhách quá. Điểm yếu điểm mạnh của em là gì? Em sống khá đơn giản. Nói chung ngoan. Em không thích đi đâu chơi hết. Em chỉ thích rảnh là em đi ngủ thôi. Buồn cũng ngủ, vui cũng ngủ, hạnh phúc cũng ngủ, đau khổ cũng ngủ. Em cảm thấy ngủ là hạnh phúc nhất. Hay, cái này hay rồi nha. Đỡ tốn kém ha. Ảnh nhỏ hơn em 2 tuổi, có gì lạ không? Dạ không đâu chị. Em tự thấy là em trẻ. Đúng. Thật ra trong văn phòng em luôn nói là em mới 19 tuổi thôi. Quan trọng là yêu thôi, đừng nói tuổi. Mấy mối tình rồi? Dạ. Từ hồi nhỏ thì lớn lên là từ trường về nhà, sau đó từ nhà đến trường, đi làm thì từ chỗ làm về nhà, xong từ rồi, nhà về chỗ luôn. Làm bạn bè thì toàn là nữ, đâu có nam đâu mà gặp, nên em không có mối tình nào hết. Đó là lý do đó hả? Chị thích đàn ông không? Không, em nghĩ là em quá cao quý, không thể dễ dàng thuộc về ai hết, nên tới giờ đó. Em quá cao quý luôn hả? Em như con cá cảnh vậy đó, em bỏ vô hồ em chưng luôn nha. Lộng kiến nha. Mẹ em đập bể cá bá em ra đây đó chị. Có vấn đề gì không em? Không chị, em chắc chắn là bình thường không? Có, em vẫn thích trai mà. Thích trai nào? Kim Jae-jun. Cô Jin Miễn. Cô Jin Miễn. Dạ. Có thích gái không? Đẹp thì thích chị. Gái đẹp thích luôn? Chỉ là vì thấy người ta đẹp thì mình cảm thấy hâm mộ. Vì sao nhắc tới gái đẹp mà mắc cỡ vậy? Em rụt rè chị. Hồi đó giờ có yêu đơn phương ai chưa? Có chị. Lớp 7 là yêu đơn phương rồi. Trời. Có tỏ tình với người ta không? Không, mà lúc đó em cắt tóc như tomboy vậy. Tụi nó coi em như anh em vậy. Cũng khổ. Tôi nghĩ giới tính cô quá. Mày thích con trai không? Thích. Có hôn ai lần nào chưa? Dĩ nhiên là chưa rồi. Người ta nói là người ta đâu có yêu ai đâu. Nắm tay chưa? Có một bạn lén lút nắm tay em rồi. Bạn có tỏ tình với em, xong bạn đã nắm tay em. Sao không chịu bạn đó luôn đi? Lúc đó em còn khờ dại quá chị. Nắm tay cũng mới bụng dại, nắm có một lần một đó thôi phải không? Trời ơi, thì cả cuộc đời mình bỏ lỡ thanh xuân cũng hơi nhiều. Thanh xuân của em để ngủ không làm sao em yêu được. Bây giờ phải thức dậy, bắt đầu từ ngày hôm nay là thức dậy để yêu. Ok. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Một lát hôn liền lia lịa cho đây cho tôi. Ôi, em tính là cắt không có hôn gì hết á. Ngại lắm. Gì vậy? Ở đây chương trình bắt buộc hẹn hò là phải hôn. Có coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chưa? Có, nhưng mà thấy nó hơi kỳ. Thấy kỳ lên đăng ký chương trình chi? Chương trình để giải ế, lên đây hết ế là phải hôn. Đồng ý không? Để em suy nghĩ cái đã. Không có suy nghĩ gì hết á, còn suy nghĩ nữa là ế nữa là ngủ tiếp. Ok. Rồi bạn trai. Dạ. Bên kia không có mối tình nào trơn á, còn có mấy mối tình rồi? Chính thức thì có 2 mối tình, một mối tình là đơn phương thôi. Dạ. Còn mối tình kia? Con quen cái bạn đó lớn hơn con 2 tuổi. Cũng 2 tuổi luôn? Lớn hơn con 2 tuổi. Thì nói chung là gia đình bạn đó ngăn cấm không cho quen. Lý do? Sao? Con nghĩ là con lúc đó con chưa có sự nghiệp với con chưa cái vững chắc thì người ta thấy không xứng đáng với lại bên gia đình bên đó. Đúng rồi, đôi khi ta có con gái ta cũng lo, đó là đúng đó. Giờ con có sự nghiệp chưa? Dạ con nghĩ là con cũng vững rồi. Con nghĩ vậy là được rồi. Chứ cái người mà nghe nói có sự nghiệp không, nó chưa biết có sự nghiệp hay không là lo lắm luôn á. Dạ. Ha? Có mẫu người lý tưởng, thần tượng gì không em trai? Cái ngoại hình của diễn viên Thanh Trúc á. Thích chị đó. Nhìn hiền hậu, mặt phúc hậu là được rồi. Tròn tròn chút. Nhưng Thanh Trúc vậy đó hả? Dạ. Bên kia tre Trúc được không? Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích con gái mà nói tục bữa 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 với nhau thì ok, nhưng mà đừng có nói chuyện mà chửi thề. Đúng rồi. Bạn gái, bạn muốn tìm một mẫu người đàn ông như thế nào? Chín chắn, trưởng thành. Tại từ nhỏ thì em được gia đình bao bọc cũng hơi kỹ, nên tính em thì hơi dựa dẫm, nên em cần một người đàn ông có thể bảo vệ được cho em. Vậy là đủ rồi ạ. Chín chắn là sao? Trưởng thành là sao? Cụ thể là sao? Nói chung là em cần một người em có thể tin tưởng và giao cả cuộc đời em cho bạn ấy được. Giờ cũng khó lắm em. Ít nhất là phải canh cho em ngủ được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân? Dạ sao cũng được ạ. Sao cũng được. Chứ hồi em đăng ký chương trình này em quyết định em tính trong người như thế nào? Ai đăng ký chương trình cho em? Mẹ. Mẹ, đây là mẹ tính cho em không có tính. Nãy em nói mẹ đập hồ cá đó. À, đập hồ cá bỏ lên đây luôn, bắt đăng ký tham gia. Đúng rồi, giờ hả, dụ mấy mợ kêu em là không thành công là giết, Trời ơi, cái mỏ này hung đã lắm nè, một lát bị hung là tôi biết luôn. Chào em. Dạ, chào chị. Tay cũng lạ quá ha. Dạ, em cảm ơn chị. Ai đăng ký em tham gia chương trình? Dạ, hiện tại em cũng chưa biết ai đăng ký em tham gia chương trình nữa. Ủa là sao? Tại bữa đó em đi họp ở công ty, rồi tự nhiên cái nghe cuộc gọi từ chương trình gọi tới, báo em cái lịch phỏng vấn. Thì em cứ lên em phỏng vấn thôi. Em cũng không biết ai đăng ký cho em nữa. Thì cũng đang nghi ngờ tùm lum tùm la hết á. Chắc là thấy em ế và không có khả năng có bạn gái cho nên mới đăng ký chương trình cho em đúng không? Dạ đúng rồi, nó tốt lắm. Tốt mà, thì muốn cho em thoát ế là tốt rồi. Ừ, em ghi nhận. Dạ. Có một cái điều gì mà em đặc biệt em không thích ở đối phương nữa không? Hờ hợt quá, kiểu như một người con gái tinh tế chút. Cô rất là tinh tế nhưng khi cô thức. Dạ. Nhưng mà cả cuộc đời cô chỉ để ngủ thôi. Rồi để anh qua anh coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Chú coi coi có tướng phù thê em chú. À. Phù thê. Chú coi coi nha, có phù thê không? Ô chạm gái. Có phù á, còn thê chưa biết. Dễ thương lắm ha. Dạ, cảm ơn chú. À, đang bạn chuyển qua chú thấy chưa? Rồi bây giờ thế này, mình có chịu được một người đàn ông mà quá cá tính, tức là quyết đoán quá không? Con thích mấy người quyết đoán. Nhưng quyết đoán quá nó trở thành gia trưởng đó. Phải kiềm chế lại. Tại vì thời này mà gia trưởng quá sống sao nổi. Đúng rồi. Em ghét nhất điều gì ở người đàn ông? Tứ đổ tường, cờ bạc, banh bóng. Bên đây không có banh rồi, nhưng bóng không biết có không. Hai nụ cười thấy rất là tươi nha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai em gái? Mẹ, mợ, dì, chị. Dạ, vô cả nhà đi luôn. Chị là nguyên cả nhà này đập hồ cá nè phải không? Dạ. Dạ, con chào cô, chào gia đình nhà gái ạ. Xin chào MC Cát Tường, MC Quyền Linh. Dạ, con chào cô. Dạ, chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của bạn Kiều. Cho cô hỏi nha. Dạ. Con làm ở đâu? Hiện tại con làm khu vực bên quận 6. Nhà con ở quận 6 luôn cô. Mẹ thì mẹ thấy cũng được nhưng mà tùy con quyết định. Dạ. Rồi. Mời ý kiến nhà trai. Dạ. Hôm nay em đi với mẹ em và em gái em. Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Dạ. Em xin chào MC Việt Linh và MC Cát Tường. Dạ. Xin chào quý vị khán giả ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi là mẹ của Quang Duy. Dạ. Đây là em gái em của Quang Duy. Dạ. Đây cũng là em luôn. Dạ. Ủa em gì? Là em bà con. À em bà con. Dạ. Lại nãy nghe có một cô em gái thôi à. Dạ. Này là em bà con. Dạ. Rồi. Cô thấy sao đàn gái bên được không cô? Thì cô thấy con dễ thương. Con lớn hơn bạn Duy nhưng mà con trẻ. Nhưng mà con phải ra ngoài một tí, đừng có ngủ nhiều. Tại vì chưa có người yêu nên ngủ. Thử có người yêu coi. Bây giờ là phải thích nha. Đúng rồi. Các từ nói mà bây giờ phải thích nhiều. Dạ thức và yêu. Rồi, gia đình cô thì rất là dễ. Không có khó khăn đâu. Nếu mà con làm dâu của cô là con có phước lắm đó. Rất là dễ. Toàn là nấu cơm cho con dâu ăn không à. Dạ có hạnh phúc quá không? 5 con trai lẫn mà nấu cho 5 con dâu ăn lẫn. Không, 6 con trai. 6 con trai. 6 con trai, 1 con gái út. Mà lấy vợ hết chưa cô? 4 anh lấy vợ rồi. Còn anh lớn hơn anh này. Dạ. Với anh này với cô này. Là vẫn ở chung nhà hết, cô nấu cơm hết không, luôn. Hai anh kia ở riêng, có anh thứ hai, thứ tư ở riêng. Dạ. Nấu cơm cho con hết. Hai cô dâu kia không nấu. Không, con dâu ở chung cũng không có nấu nữa. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp cô. Tự nấu cho mấy con ăn. Tại mẹ thích, ba mẹ con thích gì chú? Dạ. Thích nấu cho con ăn. Vậy là khỏe rồi ha. Vậy thấy dễ lắm rồi đó. Dâu thì không có cực đâu. Rồi, dạ cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô. Chủ yếu là hai bạn. Bây giờ mở rau. Con đem qua tặng. mời trò chuyện nha hai bạn. Mình cũng muốn quà tặng bạn. Em tặng bạn cái gì? Thì ban đầu định tặng mấy bông hoa, nhưng mà thấy hoa thì dễ tàn lắm, cho nên thôi tặng một chậu xương rồng nhỏ vậy đi, có buồn ngủ quên tưới cây cũng không sao. Tính gọn ghê. Con tặng bạn gái luôn đi. Em có nghe mùa thu mưa dâng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới hai trái tim vươn màu xanh mới. Em có nghe, nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em với anh mơ mùa thu ấy, tình ta ngất ngây. Hay quá. Cảm ơn. Bài hát hay quá. Dạ cảm ơn. Bạn gái nói mà dạ cảm ơn. Anh cảm ơn em. Mà bạn tên gì nãy giờ mình chưa biết luôn. Trời đất ơi. Mình là con gái của Nguyễn Du, tên là Thúy Kiều. Thúy Kiều à. Ngại quá, thôi con về chỗ luôn. Không đừng có gì á, đứng đó đi, mình phải làm quen ngay lúc này, đừng có bẽn lẽn. Bạn nhìn thấy mình như thế nào? Dễ thương, nói chung là cũng bắt mắt. Hai đứa nó bẽn lẽn nhìn dễ thương ghê sợ luôn đó. Hai đứa mà cưới nhau nhìn cái hình lại này bảo đảm không cưng thiệt là cưng nữa thôi á. Thôi được rồi, về chỗ đi. Dạ. Về rồi, cho thoải mái chút xíu nào. Tâm sự nè. Rồi. Hỏi đi. Sao? Ở nãy mình hỏi bạn rồi, bạn hỏi mình đi. Dạ hoài. Trời ơi. Lần đầu tiên gặp bạn trai đó là em nhận xét bạn ấy như thế nào? Thấy cũng dễ thương, phong cách cũng hay đó. Thích không? Thích cái phong cách đó không? Cũng thích. Tóc dài vậy thích luôn hả? Quan trọng. Em có đem hình hồi em lúc tóc ngắn gì không? Dạ có. Tao coi ngắn dạ. Đẹp hơn hay dài đẹp hơn? Cho bạn gái coi đi. Để em chọn. Trời ơi đẹp trai hơn nè. Cắt tóc ngắn đi. Em nghĩ là quan trọng là cảm xúc của bạn đó, thích cái gì thôi. Không, không có cảm xúc gì. Đẹp trai nè quý vị. Tôi nói đẹp trai là đẹp trai nè. Mọi người nhìn nè. Đó. Tóc ngắn đẹp trai không? Tại sao lại để tóc dài? Chỉ là em thấy trong cuộc đời mình thì nên làm một cái gì đó để lưu lại thôi, một chút kỷ niệm về cuộc đời mình thôi. Rồi lưu chưa? Cũng lưu rồi. Lưu rồi hả? Cạo đi, cạo một cái cho nó láng hết. Nói tới vấn đề cạo thì chắc phải chia sẻ thêm một chút nữa. Nãy con có kể với chú rồi, con có mối tình con đơn phương với chú. Thì lúc đó con cũng tìm hiểu cái bạn đó, thì tìm hiểu qua lại cũng đi chơi vài lần rồi. Cái lúc đó con cũng để tóc dài vậy nè. Rồi bạn đó tự nhiên bẵng thời gian mà nó không nói chuyện với con nữa, xong cái bạn đó kêu con đi cắt tóc, cái con cũng cắt tóc luôn. Con tưởng là con cắt tóc xong rồi thì hai đứa sẽ tiến tới nhau, nhưng mà cắt tóc xong rồi bạn đó im lặng luôn. Rồi bây giờ là hai đứa là bạn bè luôn. Sao kỳ vậy? Cắt tóc là phong thủy không tốt có đúng không? Thì có thể là bạn nó nghĩ là chỉ là bạn bè thôi thì góp ý cho mình cắt tóc thôi, nhưng mà con thì tưởng đâu là cắt tóc là có bồ phải không? Dạ con thì chắc con hơi vội cho nên vậy. Nhưng mà bữa nay cắt tóc có bồ nè. Cắt hiện bây giờ xõa tóc ra coi thử tôi. Thôi xấu lắm. Mở tóc ra tôi coi có tóc dài hơn tóc tôi không nè. Coi coi hai đứa nào đẹp gái hơn. Đó. Dạ. Ghê có chí không? Không 2 ngày gọn lần. Tóc bên đây cũng dài hơn bên kia. Dài hơn bên đây còn gì nữa. Đó, mới đầu tóc của con dài tới đây nè. Dạ. Sau rồi cái sao quên mất rồi, cái xong cắt tới vậy. Ủa mà nó nghe nè, mấy ngày tắm lần? Mỗi ngày đều tắm chị. Tại sao mỗi ngày tắm mà đầu thì 2 ngày mới gọn lần? Tóc dài gọi đầu mệt. Vậy thì cắt tóc đi, khỏi mất công. Thôi em muốn để dài hơn nữa. Thật ra theo em tóc tai dài hay không thì nói chung là quan trọng là mình sống mình cảm thấy thích, mình thoải mái là được. Dạ đúng rồi. Rồi bỏ vụ tóc qua đi, vô chuyện tình yêu đi hai bạn. Rồi vô. cưới về thì Kiều có ý định gì cho tương lai chưa? Anh nói rồi lúc nãy là sống khá là dựa dẫm vào gia đình á, nên còn một người đàn ông mình có thể tin tưởng được. Em lấy về là em sắp xếp, em muốn cô làm gì cô làm nấy. Khỏe rồi. Đúng rồi, thật kiểu như vậy á. Rồi, nhưng mà cô không làm là em hốt ổ luôn đó. Không, không làm thì em chắc em làm gì mình được. Tại nhà em cũng nói chung là cũng phụ việc đi nha, đây nhiều người đã có mới nói nha. Thật ra thì ngoan lắm, kiểu giống như là đặt đâu ngồi đó đó. Dĩ nhiên là có chính kiến chứ. Cái gì quá đáng quá thì chị sẽ không nghe đâu ha. Sao lại xưng bằng chị? Ai biểu không chịu mạnh dạn lên, giờ xưng bằng anh đi em đi. Tôi kêu anh em nãy giờ không chịu, để giờ tao nãy giờ em xưng tên không à. Không có tên gì đây á, tên là quên, nhiều khi hồi cái lộn mày tao luôn á. Giờ anh em đi. Cũng như thí dụ kết hôn rồi thì chồng muốn làm gì á thì chị sẽ nghe, rồi hai vợ chồng thỏa thuận với nhau, kiểu ngoan ấy. Mọi người nói vậy chứ không biết nữa. Ông kia cười hoài vậy, nói chuyện đi. Kiều có thích đi xem phim không ha? Kiều thích xem kinh dị. Được. Sắp tới có cái bộ phim gì mà cái gì mà mấy cái đầu lâu gì mà dựa trên cái sự thật gì có thiệt ở cái đúng rồi chị thích cái coi đó. Được á, lát mình lấy vé đi coi luôn. Rồi bây giờ tỏ tình nè, ai tỏ tình với ai cũng được chơi. Một người 15 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói những gì mình đang suy nghĩ hiện tại để quyết định bấm nút nè. Mời bạn trai trước. Nếu mà Kiều lập gia đình á thì Kiều sẽ gọi cái người bạn đời của Kiều á là ông xã hay là anh yêu? Là cô. Anh nghe nè. Qua ai nhỉ? Rồi anh nghe rồi, anh nghe rồi. Nói gì vậy? Hai người nói tiếng gì vậy? Lậu cung là tiếng Hoa đó chị. Là ông xã. Thật ra thì ấy thích gọi là gì Kiều sẽ gọi là cái đó, nghĩa là đừng chỉ em là được rồi. Em muốn cảm cho cái người bạn đời của mình cảm thấy hạnh phúc. Đâu gọi lại hai đứa gọi lại cái nữa coi. Là bố. Anh nghe là bà xã. Thôi được rồi. Nãy giờ anh quan sát hai đứa đó, thật sự là hai đứa rất có duyên nha, phu thê lắm á. Theo anh á, theo chú bấm đi con. Bấm đi, chú cầm mâm đi trước cho. Chứ đàn gái là dễ thương lắm rồi đó nha. Đàn gái có duyên lắm con. Dạ. Con cũng đẹp trai nữa. Dạ cũng cảm ơn chú, con biết mà. Thôi được rồi. Bây giờ, giờ phút quan trọng đã đến. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau. Xin phép đi. Con xin phép. Xin phép nói rồi. Dạ con xin phép nha bác. Xin phép cái gì? Con xin phép, con xin phép hôn Kiều. Cảm thấy sao em? Đùng quá vậy. Cảm thấy trong người ổn không em? Ổn chị. Ngon không? Đâu có ăn đâu chị. Rồi xíu mình đi ăn. Đây. Nhìn bạn gái nói một câu gì đi cho bạn gái yên tâm đi con. Nói gì trời. Bấm nút rồi á thì có gì tối mình hẹn hò. Cái đó yên tâm gì đâu yên tâm, trời ơi trời. Anh hứa anh sẽ cái gì đó hay như thế nào đó. Thì anh xin hứa nếu mà có gì nữa người ta bấm nếu rồi đó, còn nếu chúng ta tới với nhau anh có thể trở thành bờ vai để em dựa dẫm được không? Dựa đi. Nó còn trẻ con lắm. Nó còn trẻ con nhưng mà dễ thương nè. Nói gì nói trước mặt ông bà cha mẹ sâu sắc chút xíu nha. Đừng có giỡn, có gì rủ chú đi nha con. Chú lo mối này cho. Dạ, cảm ơn chú chứ. Rồi.